Xin chào các bạn, hôm nay Mỹ phẩm Nga xin giới thiệu với các bạn tổng quan về các dòng sản phẩm mỹ phẩm Tiana mà đang được rất là nhiều sự quan tâm trên thị trường. Tuy nhiên thì mọi người vẫn chưa có một cái sự hiểu biết rộng sâu về cái dòng sản phẩm này. Đầu tiên ấy, mình xin chia sẻ đó là cái dòng mỹ phẩm Tiana là cái dòng dược mỹ phẩm. Nó là sản phẩm của các nhà nghiên cứu khoa học tại Nga trong cái phòng thí nghiệm. Nét đặc trưng của cái dòng mỹ phẩm này ấy, là những cái ống dược phẩm mà chứa nồng độ cao của các chất hoạt động có thể điều chỉnh và cung cấp cho da những dưỡng chất cần thiết nhất và chính xác nhất về hàm lượng để da có thể là tự phục hồi này, kích thích sản xuất collagen tự nhiên, da nó cũng tăng cái độ đàn hồi và độ mịn cho da. Ngoài ra thì nó còn được đặc trưng bởi cái cấu trúc đa tầng của các loại kem có khả năng kết nối nhiều lớp của da để dưỡng ẩm này, chống lão hóa này, phục hồi cấu trúc da này. Sản phẩm này cũng được chia theo loại da và độ tuổi khác nhau với các cái chương trình chăm sóc da đặc biệt. Cụ thể là mình cũng có thể giới thiệu bên mình các cái dòng Tiana A thì chuyên cho da khô này, da mất nước và da lão hóa, thì da nhạy cảm thì bạn có thể dùng cái dòng A1 hoặc A3 để có thể là điều chỉnh độ nhạy cảm của da, nó da bị sưng phù nề hoặc là do sử dụng các mỹ phẩm hóa học vậy thì nó sẽ gây ra hiện tượng là nhạy cảm. Ngoài ra thì các cái dòng Tiana B ấy, chuyên cho da dầu, da mụn và da nhờn. Các dòng Tiana B thì có cái tác dụng đó là chống nhăn cho da rất là tốt. Nó phù hợp với những độ tuổi từ 14 tuổi trở lên. Cái độ tuổi mà dậy thì ấy, thì là da nó bắt đầu thay đổi về cấu trúc da, về loại da, phân biệt về loại da. Thì thường thường là những cái người mà hay mọc mụn này, rồi là da bị tiết nhiều dầu hơn ấy, thì mình có thể dùng cái dòng B2 này để mà điều tiết cái tuyến bã nhờn cho da, chống viêm cho da. Ngoài ra thì các cái dòng C, đây là cái dòng C mà được mọi người biết đến nhiều nhất trên thị trường. Đó là cái dòng mà chuyên là dưỡng trắng da này, rồi là dành cho da mà bị tăng sắc tố như là nám tàn nhang, da xỉn màu và da không đồng đều sắc tố. Những cái dòng này thì nó thành phần chủ yếu của nó là vitamin C được chiết xuất từ chanh và nó kết hợp với lại công nghệ 3D acid hyaluronic thì nó sẽ làm cho cái da được sáng hơn, mịn hơn và nó đẹp hơn về cấu trúc. Nhưng cái sự khi mà một cái lưu ý là khi mà bạn sử dụng cái dòng này thì phải bắt buộc sử dụng kem chống nắng khi mà đi ra ngoài. Còn các cái dòng D ấy, thì chuyên về cho da lão hóa, độ tuổi nó dùng thì từ 30 tuổi trở lên. Và cái đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó là cái dòng bộ D lý tưởng. Bộ D lý tưởng này nó sẽ kết hợp tất cả các cái tinh chất tốt nhất của tất cả các cái dòng D trong cái bộ D ấy, thì nó sẽ cho bạn một cái cơ hội để bạn được trải nghiệm từng dòng D một và tìm ra được cái dòng D nào là phù hợp nhất với lại loại da của mình. Bên mình thì cũng có giới thiệu bộ D lý tưởng này. Ngoài ra thì cũng có các dòng D1 này, rồi là D3, D5, D6 và D7. Cái dòng D3 thì nó ở cái mức độ là nồng độ rất là cao. Thường thì người ta không có sử dụng trực tiếp để bôi lên mặt mà người ta sẽ phải là trộn với lại D7 hoặc là trộn với lại kem để bôi lên mặt bởi vì là độ nó cao hơn. Ngoài ra thì còn có cái dòng tế bào gốc thực vật cũng rất là tốt để phục hồi lại cấu trúc da. Và cái bộ cuối cùng mình xin giới thiệu đó là cái bộ serum mà 5 phút thì được đặc trưng bởi N1 này, rồi là N3 và N4. N1, N3 và N4 đều là những cái dòng tác động nhanh và nó dùng cho độ tuổi mà cao hơn một chút, từ 35-40 tuổi trở lên ấy. Thì đối với cái dòng N4 này là cái dòng mà nó cái chống lão hóa ở mức độ cao, nó có khả năng là làm sáng da và là xe khít lỗ chân lông, chống trẻ sệ cho da nữa. Đối với những cái da người độ tuổi mà từ 50 tuổi trở lên ấy, da nhăn nheo và trẻ sệ thì dùng N4 này rất là tốt. Còn cái dòng N3 thì nó sẽ giúp là giảm béo và định hình khuôn mặt. Những cái khuôn mặt nào mà nhiều mỡ này ở cằm này mà muốn định hình lại khuôn mặt của mình thon gọn hơn thì mình có thể dùng cái dòng N3 này. Còn cái dòng N1 thì nó chuyên về cái tác dụng đó là chống nhăn, những cái nếp nhăn ở quanh môi này, khóe mắt, rồi là cánh mũi này,
Và ngoài ra thì một cái công dụng tuyệt vời của nó nữa đó là nó có thể làm căng mọng đôi môi, mà một cái hiệu ứng rất là tốt, hoàn toàn tự nhiên là bạn có thể ứng dụng để không cần phải đi đến các cái điểm thẩm mỹ viện để mà làm căng mọng lại đôi môi của mình. Ngoài ra thì mình cũng xin giới thiệu là bên các dòng Tiana để kết hợp với các dòng serum này thì họ cũng đưa ra những cái dòng kem dưỡng, ví dụ như là đối với lại cái dòng C1 thì người ta sẽ giới thiệu cho bạn cái dòng kem CC để kết hợp bổ trợ cho cái serum này. Bởi vì về mặt bản chất thì các serum này theo khuyến cáo của nhà sản xuất mình chỉ sử dụng những cái lần đầu tiên mình sử dụng ấy thì là 10 đến 14 ngày, sau đó thì mình chỉ dùng một tuần 1 đến 3 lần vào buổi tối. Cho nên là những cái kem này nó sẽ giúp là mình duy trì được lại cái độ đàn hồi, độ mịn của da hàng ngày. Mình sử dụng hàng ngày, kem này được gọi là kem đa tầng, đa cấu trúc. Và đối với dòng CB thì nó có dòng kem CD, CB. Còn đối với cái dòng D thì nó sẽ có dòng kem CD để bổ trợ. Ngoài ra thì nó cũng có những cái bộ mặt nạ. Đây, mặt nạ thì giúp là vừa là chống lão hóa này. Những cái mặt nạ này là những cái gói mặt nạ, nhưng mà nó rất là tốt, vừa là chống lão hóa, chống nhăn. Nó cũng được chiết xuất chủ yếu là từ tảo biển này, có hình tảo biển này, rất là tốt. Thì hiện nay trên thị trường này, cái mỹ phẩm Tiana được bán rất là tràn lan. Thì mình chỉ khuyên các bạn là nên chọn những cái nơi nào mà uy tín để mà có thể là được có được những cái sản phẩm tốt nhất. Ví dụ như là bên mình ấy thì là có ký kết hợp đồng đàng hoàng với lại nhà sản xuất, thì họ sẽ cung cấp cho bên mình một cái cung cấp cho mình tất cả những giấy tờ này. Đầu tiên là về hợp đồng này, sau đó thì là chứng nhận sản phẩm này, sau đó thì là hóa đơn xuất kho này, hóa đơn VAT đấy, xuất kho này, rồi là cả những cái hướng dẫn cụ thể nhất về sản phẩm. Ví dụ như là đây là những cái hướng dẫn, đây là cái catalog chính các hãng từ sản nhà sản xuất này. Họ sẽ giới thiệu với các bạn đủ những cái nguyên liệu được sử dụng, từ lấy được từ những cái nước nào, ví dụ như là được lấy từ Pháp, Italia này và Đức này. Và được các sản phẩm này nó không được kiểm nghiệm trên động vật, mà nó được kiểm nghiệm trực tiếp trên những cái tình nguyện viên của và những cái khách hàng dùng, và sau đó phản hồi lại ý kiến này. Ngoài ra thì nó còn chứa tất cả những cái dòng rất là tốt, sữa rửa mặt, nước hoa hồng và các loại kem dưỡng, và từng chương trình chăm sóc da một cho từng loại da này, dòng A này, dòng và các loại mặt nạ này. Thì hy vọng là các bạn sẽ lựa chọn được những cái dòng mỹ phẩm tốt mà an toàn và có xuất xứ rõ ràng để sử dụng.